Chào tất cả anh em đam mê sông Bắc An, tiếp tục nữa anh em ơi. Này ra chiến nữa anh em ơi. Chiều thứ bảy ngày 24 anh em ơi. Rồi đợi sáng mai chủ nhật em báo kết quả anh em. Nay lại tiếp tục cái đồng bảy cũ anh em ơi. Qua đêm hôm này cũng nhiều đó anh em, thấy video em biết rồi đó. Thì hai chết chứ mà hai gà thôi anh em ơi. Thì bữa nay chiều nay thứ bảy thì sáng chủ nhật em sẽ báo nữa anh em ơi. Rồi hy vọng tối nay chim bọng thì sẽ đi ha anh em. Rồi cũng nhiều người anh em khác cũng thất thú anh em ơi, chứ không phải mình anh em. Nay em cũng tiếp tục em đánh chích với gà anh em ơi, chứ không có đánh gì khác hết chứ. Nay lưới chim lớn không à, chứ không có lưới chim nhỏ anh em. Thì cũng muốn đánh chim nhỏ lắm mà cãi thôi đi, bỏ luôn. Thì cái đồng bên phía trước đó nó rộng rãi lắm anh em, ở đây cũng hơi hẹp. Thì em cũng muốn qua bển lắm nhưng mà không có xuồng qua anh em. Đây đồng này cũng không bự đâu anh em, nhỏ xíu à. Cái đánh tục tịch tịch à, yêu cầu có chim là vui vậy anh em ơi. Cần gì chứ á. Hai con chích, ba con chích, một hai gà cũng em vui à. Thì làm không bằng như anh em ta khác. Anh em khác thì khi trúng mười mấy, 700 con. Em ước gì 4-5 con cũng được rồi. Đồng mình nó chim ít mà đâu so sánh với đồng anh em khác được đâu anh em. Thì mặn có nhiều ăn nhiều anh em ơi. Thì mình làm trúng nhiều thì nhờ. Thì làm ít thì chịu. Thì em canh canh cái bãi cái đồng này coi làm sao anh em. Nó coi như chim cò nó như sao nó. Thì đêm hôm lúc 3 giờ chim mới đi ha anh em. Chim đi trễ lắm. Còn đêm nay thì không biết sao ha. Mình thì sáng mình xích nó lên dữ lắm anh em. Nhưng mà nó không lên này biết sao giờ. Không lên thì mình lên. Thì 3 giờ mình vừa hạ ga xuống là chút xíu đó anh bay qua anh đâm liền anh em. Thôi em không nói nhiều làm gì anh em ơi. Để tối nay em coi có chim cò nhìn tình hình như thế nào em báo kết quả lại anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em tối nay anh em. Con trống quá bự rồi anh em ơi. Quá dữ. Con trống quá đã anh em ơi. À, buổi sáng anh em ơi. Cả anh em ăn. Anh em ơi. Ngày nào cũng vậy chứ anh em ơi. Chực. Qua chạy qua đồng lớn quá anh em ơi. Kích chứ không lên không bọng gì anh em ơi. Đây. Có 3 con gà anh em. Như con chích anh em. 3 gà 1 chích. 2 mái 1 trống. Một trống quá trời bự rồi. Trời lạnh quá không có quay mà bắt chim bắt bọng gì hết trơn á. Quay clip mà bắt gà trống đó được con đó. Trời lạnh á, em không quay không bọng gì hết trơn. Thì bữa nay cũng
Được, 200 mấy. 200 mấy anh em ơi. Cũng có ngày công à. Thì miễn sao có là vui anh em. Chứ đừng có chất quất. Không có con nào cũng hơi buồn lắm. Cũng có là được rồi. Mà chắc giọt cái bãi này anh em ơi. Cái này kiếm quải phía bên đó đó. Và cái con kinh đó anh em, trước mặt mà em đang quay đó. Và con kinh nó động, nó rộng lớn lắm. Thì có quen chú nãy cũng lại kiếm mấy con cò. Bữa nay không có con cò còn mò một con nào luôn nữa. Kiếm mấy con cò ăn thì thành ra không có. Rồi ông chỉ qua bên đó đi, ông làm vuông đâu mấy chục công á, bên phía bên bản rồi làm bờ, ông qua bờ ông làm. Nghĩ chắc có thể mai mốt gì em qua bản phía đó làm đồng, đồng cái đồng rộng lớn vậy đó, ngon hơn anh em. Đây thấy chua quá, đồng nó nhỏ. Nó em vay camera vậy chứ đồng nhỏ lắm này. Quay thì thấy rộng rãi vậy chứ thực tế là đồng nó không được vậy đâu. Thì nó ra tới bên rút chạm đó là nó đứng ở đó rồi. Còn phía bên đây cũng vậy, ra vừa hút cái hàng này, cái dừa này nó cũng đứng ở đó luôn rồi. Đó, đó nè, thấy không, quay camera vậy còn thấy đồng hai bên nè, thấy hai bên luôn nè, đồng nhỏ. Rồi em ngừng clip anh em, hẹn gặp lại anh em trong video khác nè. Rồi em cuốn đồ về luôn.